8 năm trong thế giới game kể từ 2010 đến 2018 có thể nói là một quãng thời gian tưởng chừng rất dài, nhưng đối với ngành công nghiệp đang có tốc độ phát triển đến chóng mặt này thì chẳng thấm vào đâu. Mỗi năm, có hàng tá sản phẩm video game ra mắt cạnh tranh nhau. Trong 8 năm đó, đã có không ít những nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ như chiến thần Kratos, Geralt of Rivia, Nathan Drake, thậm chí cả những nhân vật vô danh đến từ các dòng game Souls của From Software. Thế nhưng, để nói đến một nhân vật dù mới xuất hiện lần đầu tiên và cũng là duy nhất chỉ trong đúng một tựa game nhưng cũng đã đủ khiến người chơi phải yêu quý, thậm chí được coi như là một trong những nhân vật chính được yêu thích nhất mọi thời đại, có lẽ chỉ có Arthur Morgan trong Red Dead Redemption 2. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Demio, hãy cùng chúng mình phân tích anh chàng giang hồ miền viễn Tây ấy trong video này nhé. Trước khi vào phần chính video xin phép cho mình quảng cáo một chút, đó chính là nếu như các bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6 thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại Hyperbox PC, thương hiệu PC gaming build sẵn được vận hành bởi techspace.vn, đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh Demio. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Arthur Morgan được khắc họa ban đầu là một tên cướp, một tay đánh thuê miền viễn Tây cục cằn, thích phán xét, luôn chỉ nghĩ đến tiền. Điều này được thể hiện khá rõ trong 4 chapter đầu của game. Arthur không bao giờ nhận nhiệm vụ từ ai mà không được trả công. Anh ta 100% là một kẻ thực dụng với nhiều tính xấu, một kiểu nhân vật rất điển hình trong các dòng game của hãng Rockstar. Bọn họ không phải là mẫu nhân vật anh hùng đường phố, có xuất thân cao quý với những tư tưởng cao đẹp, nào là tên tâm thần Trevor với sở thích tra tấn người khác trong GTA 5, tên tội phạm phố Groove mới ra tù, một thằng đầu gấu học đường ở trường trung học Bullworth. Arthur Morgan thì cũng là một kẻ sống ở ngoài vòng pháp luật nay đây mai đó, bị chính phủ truy nã với mức tiền thưởng khổng lồ. Tuy nhiên, các nhân vật của Rockstar luôn có một khía cạnh khác mà người chơi cần đầu tư thời gian cho game để hiểu họ hơn. Đối với Arthur Morgan cũng vậy, bản chất lưu manh của anh ta chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Điều đầu tiên có thể thấy rõ nhất chính là lòng trung thành của anh với thủ lĩnh Dutch của băng Vanderlinde. Mọi quyết định, mọi mệnh lệnh của ông đều sẽ được Arthur thực hiện đàng hoàng, cho dù anh có thích nói hay không. Arthur luôn nhắc nhở mọi người về lý tưởng của Dutch, đó là lý tưởng của những con người yêu tự do, đi tìm miền đất hứa, thoát khỏi gông xích của hoàn cảnh trong thời đại loạn lạc của nước Mỹ. Đối với các thành viên khác trong băng ngoài Dutch ra, Arthur cũng luôn lắng nghe và giúp đỡ giải quyết vấn đề rắc rối của họ, từ việc băng qua bão tuyết để đi cứu John, đi tìm thức ăn khi lương thực dự trữ đang dần cạn kiệt, quay trở lại Blackwater để cứu Sean khỏi bị treo cổ, thậm chí làm tài xế cho những cô gái trong băng để cho họ một lần được trải nghiệm cuộc sống văn minh nơi đô thị. Bản thân Arthur luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, tuy có phần hơi độc miệng đối với những người anh không thích như Bill hay Uncle, nhưng chỉ cần nhờ vả, anh ta sẽ làm hết sức để giúp đỡ họ. Arthur luôn sống tình cảm với mọi người trong băng được như vậy, có lẽ đến từ việc anh có một quá khứ không mấy yên bình bên gia đình của mình từ nhỏ. Anh đã chứng kiến cả cha và mẹ mình qua đời, rồi sau đó được Dutch và Hosea nhận nuôi dưỡng, dạy bảo. Có lẽ chính vì vậy mà Arthur luôn hết lòng vì băng đảng, bởi với anh, nơi đây không chỉ là một băng nhóm tội phạm, đây là gia đình, là nơi anh luôn có thể trở về. Ẩn sâu bên trong của một con người luôn sẵn sàng cướp, tống tiền, giết cả trăm mạng người, Arthur vẫn là một con người sống tình cảm và vẫn biết quan tâm với những người xung quanh. Điều này được thể hiện rõ nhất trong những nhiệm vụ của Abigail và Marie. Abigail là cô gái duy nhất trong băng có một gia đình đầy đủ, với chồng là John Marston và đứa con trai Jack 14 tuổi. Nếu như John trong giai đoạn đã có thời điểm bỏ cả băng để rời đi, phủ nhận việc mình là cha của Jack, thì Arthur lại là người sẵn sàng ở bên cạnh Abigail, chăm sóc cho cô và Jack như chăm sóc vợ và con của mình. Arthur làm điều này vì anh muốn John và gia đình anh ta có một tương lai tốt hơn, Jack sẽ không phải đi theo con đường giang hồ nữa. Đó là lý do mà Arthur luôn quan tâm tới Jack và coi cậu bé như con trai của mình. Thậm chí, đã có giai đoạn anh đã có ý định lấy Abigail làm vợ, bởi anh tin rằng John là một thằng ngu, một kẻ phản bội lại lý tưởng của băng, không đáng mặt làm cha. Dù rằng John đã thay đổi và trở lại để tiếp tục bên vợ con, tuy nhiên, điều đó không làm Arthur bớt quan tâm tới Jack hay Abigail, anh vẫn làm tất cả để giúp gia đình họ có thể ở bên nhau. Còn đối với Mary, cô vốn là người yêu cũ của anh, cả hai đã từng có thời gian bên nhau vô cùng đắm đuối, thậm chí họ còn từng trao nhau nhận đính hôn, nhưng rồi mọi chuyện cũng không thành, một phần vì xuất thân của Arthur, do anh chỉ là một tên giang hồ nay đây mai đó với băng cướp Vanderlinde, chẳng khác nào một cái gai trong mắt người cha của Mary. Ông ta luôn phản đối cuộc hôn nhân này, để rồi giống như hai con người ở hai thế giới khác nhau. Khoảnh khắc Arthur nhận được lá thư đầu tiên của Mary sau bao lâu cách xa, anh đã tức tốc phi ngựa đến thị trấn Valentine để gặp cô. Lúc này đây, một Arthur cục cằn, khó tính, có phần nói chuyện cộc lốc dường như tan biến, để lại một Arthur có chút ngượng ngùng, bối rối khi gặp lại người mình yêu. Có lẽ chỉ đến khi gặp Mary, Arthur mới thực sự tìm lại chút bình yên trong con người mình. Khoảnh khắc Arthur đi cùng Mary trên con phố Saint-Denis, cùng nhau vào rạp hát và ngồi xem cùng cô, Arthur dường như nhận ra được điều mà bấy lâu nay anh thực sự mong mỏi, đó là một gia đình thực sự.
nơi anh được sống bình yên, không còn phải chạy trốn hay làm mọi thứ chỉ để sinh tồn. Thế nhưng, định mệnh dường như đã trêu đùa anh, lần đi đến rạp hát đó là lần cuối cùng anh được ở bên Mary, bởi sau này, cô nhận ra hai người dù có thực sự yêu nhau sâu đậm như thế nào, sự khác biệt giữa cả hai vẫn là quá lớn. Cô viết một lá thư chia tay và tạm biệt Arthur lần cuối, cũng như gửi lại cho anh chiếc nhẫn cưới năm nào. Dù đau đớn nhưng vẫn phải chấp nhận, bởi thế giới của Arthur và Mary vốn như hai đường thẳng song song, không thể nào ở bên nhau được. Ở chapter cuối cùng, chúng ta biết được rằng Arthur trước kia từng có một gia đình đúng nghĩa. Anh có một người vợ tên là Eliza và một đứa con trai tên là Isaac. Với cuộc sống giang hồ nay đây mai đó, thời gian Arthur dành cho hai mẹ con là không nhiều. Để rồi một ngày nọ, khi anh về thăm nhà và hay tin cả hai đều đã bị giết, một đám cướp đã lấy mạng cả hai mẹ con chỉ để cướp $10. Có lẽ chính vì những bi kịch đó đã khiến cho Arthur trở nên cộc cằn, khó tính như hiện tại. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài sắt đá của một chàng cao bồi với quá nhiều quá khứ mất mát đau khổ. Chính những mất mát đó đã tạo nên một Arthur với nội tâm phức tạp. Arthur dù có là một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay, vẫn là một con người sống tình cảm với bạn bè và người thân, đặc biệt là đối với quả phụ Sadie, bởi Sadie cũng từng trải qua bi kịch không khác gì Arthur là mấy. Tuy nhiên, những kẻ ngoài vòng pháp luật như Arthur sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Mọi phi vụ bất lương của băng Vandelli luôn để lại hậu quả cho xã hội lẫn chính họ, bắt đầu với phi vụ Blackwater đình đám, khiến cả lũ bị truy nã phải chạy bán sống bán chết về miền núi lạnh giá. Phi vụ ngân hàng Saint-Denis khiến vị quân sư đắc lực của Dutch là Hosea và cậu trai trẻ Lenny mất mạng. Tất cả chỉ vì tiền. Băng Vandelli tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ đủ tiền để đến một vùng đất mới. Chúng ta cứ tự nhủ rằng, chỉ cần một phi vụ nữa thôi, chỉ cần một lần cướp tàu của Cornwall nữa thôi, chỉ cần một phi vụ lợi dụng hai gia tộc Grey và Braithwaite nữa thôi, chỉ cần nốt phi vụ cướp ngân hàng ở Saint-Denis nữa thôi, chỉ cần có vậy thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng rồi rốt cuộc đến bao giờ là đủ, sau mỗi phi vụ đều để lại hậu quả chồng chất lên nhau, tất cả bọn họ dù rằng có những bản chất tốt đẹp, nhưng sau cùng thì cũng chỉ là lũ bất lương, bị thù hận và lòng tham che mở mắt, kể cả Arthur cũng vậy. Dù có những góc khuất tốt đẹp trong trái tim thì cũng không giúp gì được, khi nhận ra thì mọi thứ đã đi quá xa rồi. Mọi thứ trở nên xấu hơn rất nhiều với Arthur, khi một lần thu nợ của một con nợ tên là Thomas, anh đã bị con nợ ho vào mặt và kết quả lây bệnh lao phổi. Arthur khi này được chẩn đoán chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi và sẽ chẳng có thuốc chữa nào cả. Mọi thứ thật tồi tệ khi mà anh sống thì chẳng còn bao lâu nữa, các thành viên trong băng thì ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn, thủ lĩnh thì ngày càng bảo thủ và ngu dốt, giấc mơ về miền đất tự do có lẽ ngày càng bất khả thi. Đến lúc này, Arthur mới hiểu ra rằng anh và các thành viên trong băng không phải Robin Hood của thời đại này, họ chỉ được coi như là một lũ cặn bã của chế độ xã hội cũ và cần bị loại bỏ, sẽ chẳng có giấc mơ về miền đất hứa nào cả, tất cả chỉ là một sự ảo tưởng của Dutch, bởi bản chất của Dutch là sự khát máu và bạo lực, ông ta chỉ muốn trả thù và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chapter 6 của game trở nên nặng nề, tăm tối hơn rất nhiều và Arthur lúc này cần tìm cho mình một lối thoát và redemption hay sự chuộc tội, lúc này là điều đúng đắn nhất mà anh có thể làm được. Anh bắt đầu với những việc nhỏ nhất như giúp đỡ người qua đường, cứu họ khi gặp nạn, giải cứu những nô lệ ở Saint-Denis, quyên góp tiền và thức ăn cho những đứa trẻ nhà thờ, xóa nợ cho những con nợ đang bị đẩy vào đường cùng với quỹ vay nặng lãi của Strauss, giúp đỡ hai mẹ con nhà Dow sau khi anh đẩy gia đình họ đến bước đường cùng, giúp đỡ cho cô gái quá phụ sinh tồn trên núi, hộ tống cặp đôi nhà Braithwaite và Grey rời khỏi Rose, giúp Sadie thực hiện phi vụ trả thù cho chồng cô, và cuối cùng là vứt bỏ đi lòng tham vì tiền bạc để giúp John Marston. Arthur làm những điều đó không phải vì anh mong muốn nhận được sự tha thứ hay một cái kết tốt đẹp cho mình. Anh mong muốn chuộc lại những lỗi lầm mình đã làm trong quá khứ. Và trên hết, anh muốn mọi người hãy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn chính anh. Bởi sẽ có những lỗi sai chẳng thể nào sửa được, và càng cố sửa thì sẽ chỉ càng lấn sâu vào sai lầm hơn, khi đó là sự tiêu cực sẽ chỉ càng dồn nén nhiều hơn vào chính chúng ta. Điều duy nhất có thể làm là hãy làm một việc đúng đắn và đừng mắc sai lầm nữa. Và Arthur đã làm những điều như thế trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Khoảnh khắc cuối cùng của Arthur Morgan, khi anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bò ra mỏm đá, ngắm nhìn mặt trời mọc lần cuối trong đời, đó là một cái chết đầy đau đớn về thể xác và đau khổ cả về tinh thần, khi người mà anh đã dành trọn vẹn cả đời cống hiến lại là Dutch, kẻ đã khiến gia đình anh luôn bảo vệ sụp đổ. Thế nhưng, sâu thẳm trong thâm tâm của Arthur, anh vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào khi mà anh đã giúp được John chạy thoát thành công. John được trao cho cơ hội mới, một cuộc đời mới tươi sáng hơn, và Arthur tin rằng John sẽ cùng gia đình sống một cuộc sống tốt hơn anh, một cuộc sống không còn phải chạy trốn nữa, một cái chết dù đau đớn về thể xác, nhưng phần nào nhẹ nhõm trong tâm hồn Arthur khi cuối cùng cũng đã được làm những điều đúng đắn, một sự chuộc tội cho những lỗi lầm trước kia mà anh đã gây ra. 8 năm là một quãng thời gian đủ để vô số hậu bản của nhiều thương hiệu lớn được ra mắt, nhưng đối với Rockstar, 8 năm là quãng thời gian để họ làm và phát triển nên một hậu bản cho Red Dead Redemption, và 8 năm đó thực sự đã không hề uổng phí. Rockstar là kiệt tác của thế giới game, tựa game khiến game không chỉ là để chơi cho vui nữa, nó là một tác phẩm nghệ thuật, một kỳ quan đỉnh cao, và họ cũng đã tạo nên một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong lịch sử của làng game, đó chính là Arthur Morgan.
Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé TechSpace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus ZenCore 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Và đó là cảm nhận về Arthur Morgan theo góc nhìn của Diomio đối với nhân vật này. Vậy bạn có cảm nghĩ ra sao về cách phát triển nội tâm trong Red Dead Redemption? Hãy cùng comment thảo luận nhé! Đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình trong những video tiếp theo của Diomio. Xin chào và hẹn gặp lại rất sớm thôi.